Quý vị thân mến, Tết chính là dịp mua sắm lớn nhất trong năm khi nhu cầu tiêu dùng của mọi nhà gia tăng đáng kể. Và những người trẻ cũng không ngoại lệ, cũng có nhiều nhu cầu mua sắm Tết. Và trong một Bình Minh Năng Động ngày hôm nay thì mời quý khán giả chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về xu hướng mua sắm Tết của Gen Z là như thế nào nha. Bắt đầu bước sang tháng Chạp thì thị trường mua sắm Tết đã sôi động hẳn lên. Mỗi bạn trẻ sẽ có cách mua sắm khác nhau để trang trí nhà cửa dịp Tết. Em ngoài mua những cái vật dụng cho cá nhân thì em thường mua những cái đồ trang trí Tết trong nhà. Theo hàng năm thì sẽ có những cái chủ đề mà em chọn khác nhau để trang trí riêng trong nhà luôn. Thường thì em sẽ đi dò giá. Em sẽ đi dò giá ở trên nhiều trang mạng xã hội, hoặc là em dò giá trong các shop bán hàng để có thể so sánh và chọn ra được một mặt hàng đó mình vẫn thích, nhưng mà mình chọn ra được một cái mức giá gọi là tối ưu nhất cho túi tiền của mình. Khi công nghệ số ngày càng phát triển, giới trẻ cũng dần lựa chọn hình thức mua sắm trực tuyến nhiều hơn vì có thể mua sắm ở bất cứ đâu chỉ với một chiếc smartphone. Do là Tết thì chúng ta sẽ mua rất là nhiều đồ, vì như vậy thì nó cũng tốn là kha khá tiền. Nên là em thường phân bổ các chi tiêu, và đặc biệt là em ưu tiên mua sắm online. Bởi vì em biết là khi mua sắm online như vậy, theo trải nghiệm bản thân em, nó sẽ có những cái mã giảm giá, hoặc là những cái voucher, hoặc là vào những cái dịp mà săn sale thì cái giá tiền của nó sẽ giảm xuống. Thì lúc đó thì có rất là nhiều đa dạng sản phẩm chúng ta dễ dàng mua, và cũng như là nó tiết kiệm được một khoản chi tiêu cho chúng ta. Bên cạnh đó thì hiện nay em biết là có rất là nhiều những cái ngân hàng nó có thể banking liên kết với các shop những cái sản phẩm như vậy, thì chúng ta mua chúng ta cũng nhận được những cái mã giảm giá. Bên cạnh đó thì còn được giao hàng tận nơi nữa, cho nên em rất là thích. Là một người trẻ đến với kinh doanh từ rất sớm, chị Tạ Bích Ngọc luôn có bí quyết chi tiêu riêng để vừa có món đồ mình yêu thích nhưng vẫn hài hòa về việc mua quà Tết tặng người thân gia đình. Thường thì em sẽ ghi ra. Thì em ghi và mình liệt kê những cái danh sách mình những thứ mình cần mua, bao nhiêu tiền, và mình hoạch định cho nó. Ví dụ như những cái sản phẩm đó trong khoảng 10 triệu thì cho cái hạng mục đó, thì mình cũng liệt kê ra. Mình nếu như không ghi ra thì mình cũng sẽ không thể nào cụ thể được. Những gì không cụ thể thì cũng khó mà làm được. Thì để gọi là lên kế hoạch thì mình phải thật cụ thể từng hạng mục. Sau đó mình sẽ quy ra số tiền là bao nhiêu. Nó như một cái kế hoạch kinh doanh nha. Thường thì em sẽ dùng cái đó vào việc mà quản lý tài chính của gia đình. Thì mình phải ghi thật cụ thể và sau đó mình tổng kết lại. Và mình sẽ theo dõi lại xem có đôi khi là có thể là tôi thích cái này hơn, thì cái đó lại giá cao hơn, thì nó có trong cái khoản chi phí mình cho phép hay không. Còn nếu như nó vượt quá thì mình sẽ phải bù lại, mình sẽ trừ lại bớt ở những cái khoản mục khác. Những khi mà em có thời gian á, thì em sẽ đến những cái gian phòng phẩm, những cái shop để em mua vật dụng để trang trí. Thì trước hết em sẽ định hình cái ý tưởng trong đầu mình là Tết này mình sẽ trang trí những cái gì, và mua những cái loại hoa như thế nào. Thì em sẽ ri sẵn ra để tránh cái trường hợp mà khi chúng ta đến tiệm thì chúng ta không có kế hoạch sẵn á, chúng ta sẽ mua về rồi chúng ta bỏ, thì như vậy nó rất là lãng phí. Chúng ta nên cân đo số lượng về các loại hoa hoặc là quả, làm sao đó chúng ta, tại vì Tết chúng ta cũng chưng khoảng là một thời gian ngắn thôi, nên chúng ta lựa chọn những cái vật dụng như thế nào mà cho nó hợp lý với giá tiền và sử dụng mục đích trong thời gian ngắn. Mua sắm là hoạt động diễn ra thường xuyên trong cuộc sống nhưng tăng nhiều nhất vào dịp Tết. Thế nhưng việc chi tiêu như thế nào là hợp lý và tiết kiệm là điều mà mọi người cần quan tâm để có một cái Tết sung túc và đủ đầy.